Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh của Quốc Trung thú vị sự niềm nở của nhiều người. Không chỉ sở hữu vẻ huy tượng khá điển trai và bảnh bao, anh còn có làn da trắng không khác gì con gái. Nhạc sĩ Quốc Trung tỏ ra rất lém lỉnh từ lúc thế hệ biết lẫy. Anh cũng khá nghịch ngợm khi đang ngồi trên da mẹ. Quốc Trung án đỏ nâu, sở hữu vẻ điển trai khi còn trẻ cùng làn da khá trắng trẻo. Quốc Trung án vàng, trong cuộc gặp gỡ cùng gamer thủ bè. Quốc Trung thứ hai từ trái sang. Nhạc sĩ Quốc Trung thứ ba từ trên xuống. Hình ảnh Quốc Trung mặc chiếc áo xanh cùng mái tóc dài ngồi trên xe đạp cũ khiến nhiều người ngạc nhiên. Mời độc giả xem thêm clip nhạc sĩ Quốc Trung hát. Xem toàn thể video qua trên Soha. Bà Kim Hồng quyết thu hồi dương miệng của Triệu Thị Hà lần lộ diện hiếm voi thế hệ nhất của Thẩm Thúy Hằng quá nhiều sạn ở gương mặt thân quen.